Đăng clip vào bếp làm tteok bokki, cô bé hút gần 9 triệu view vì dân mạng tưởng chế tạo bom nguyên tử. Mai này em sẽ nấu cơm, nhưng mà sau khi nấu xong á, căn bếp có còn nguyên hình nguyên dạng hay không á thì còn tùy thuộc vào ý trời đã định. Theo đó, do thèm tteok bokki, cô gái đã quyết định đích thân xuống bếp trổ tài nấu nướng, làm cái món tteok bokki chiên, ngoài giòn trong mềm tái tê cõi lòng. Thế nhưng mà ngay khi vừa thả vài miếng tteok bokki đầu tiên vào trong chảo, thì bất ngờ một miếng tteok bokki nào đó trong tô thình lình phát nổ, khai mở cho chiến dịch nổi dậy tổng tiến công của những miếng bánh gạo, khiến cho cô gái giật mình. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì ngay tiếp sau đó là hàng loạt những tiếng nổ khác vang lên rộn ràng như pháo Tết. Trời ơi, con là hả? Bây giờ con sợ lắm mà nội ơi. Những miếng tteok bokki bắn tùm lum, văng lung tung khắp bốn phương tám hướng, kèm theo đó là một làn khói bốc lên cao, dầu sôi trong chảo cũng thi nhau nhảy hết ra ngoài. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy đã xảy ra trong căn bếp vốn rất là yên bình ấm cúng. Trong khi đó, cô gái đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Mặc dù gần 90% thời gian đầu bếp không có mặt trong đoạn clip hướng dẫn nấu ăn, thế nhưng mà vẫn được nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút gần 9 triệu lượt xem từ mọi người. Có lẽ vì nghe âm thanh tiếng nổ lụp bụp rất là lâu phi chiêu chiêu, khiến cho nhiều người nôn nao mong chờ xuân về Tết đến. Cùng với hình ảnh những miếng tteok bokki rủ nhau bay lên không trung vô cùng sống động, nên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Một số bình luận được mọi người để lại: tteok bokki đem chiên lắc phô mai ngon lắm, mà cũng sợ lắm, chiên mà như đang ôm bơm, mỗi lần chiên muốn ngon là phải dằn cái nắp như chiên cá, không thôi nó nổ banh chành luôn. Tôi bán nên tôi chỉ mấy bà nè, mình dùng một cái vợt để tteok bokki lên trên, dầu sôi thì nhúng vợt xuống tầm 10 giây rồi nhấc lên, hạ xuống tiếp 10 giây nữa, làm vậy tầm khoảng 4-5 lần là nó giòn, mình mang lên được rồi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.